gõ cửa hoài không ai mở hết vậy? Chị đang trong nhà. Còn anh nữa, sao sáng nay nó đi làm sớm mà giờ còn ở đây vậy? Anh ăn cơm xong rồi anh đi nè. Anh làm chi đâu rồi? Nó đang trên phòng á. Mở cửa. Dạ ơi. Mẹ lên. Trời đất ơi, sao mà té vậy? Dạ. Ủa, làm gì kia, kêu rác không à? Ba đi tập thể dục về hả? Thấy bận bộ đồ là thấy rồi. Ba, bữa nay con nghe nói là ba lên trường con hả? Ừ, lên gặp hiệu trưởng ở bàn ba cái vụ hợp đồng thực phẩm. Anh ơi. Dạ, sáng sớm làm phiền anh nhưng mà anh vui lòng cho xin tiền nước ạ. Dạ, bao nhiêu chị? Của anh là 405 ạ. 500. Dạ. Anh ơi, có 5.000 không? Cho em xin thêm 5.000 ạ. Để em gửi lại anh 100. À, anh có 5.000 đó, cho em ạ. Dạ rồi, cho em gửi anh tiền. Đây, hóa đơn của anh đây. Em cảm ơn anh. Chị ơi. Dạ sao anh? Dạ tại vì tôi thấy có gì đó nó sai sai. Chị tính sao, chị tính lại giúp tôi nha. Tại vì tôi cũng là dân kinh doanh á, nhưng mà cách tính của chị nó lạ quá. Dạ anh thấy lạ chỗ nào ạ? Tổng cộng tiền nước là 405.000 đúng không? Dạ đúng rồi. Cái chị còn lấy tôi 5.000, mà sao chị thối tôi lại có 100.000 vậy? Dạ em đưa anh 100.000 là đúng rồi. Thì đúng anh ha. Thì tôi đi được rồi anh nha. À. Chị ơi. Anh Ngọc, anh Ngọc. Họ còn kêu nữa. Nè bây giờ vậy nè. Tức là tiền nước của anh hết 405.000 đúng không? Anh đưa cho chị là 505.000. À. Đúng chưa? À. Thì chị thối lại cho anh 100.000 là đúng rồi. À ha. Thôi mình đi làm ha. Bà ơi, bà ơi, bà ơi. Gì vậy? Có chuyện gì? Sao biết bà ở đây? Bà ơi, có tin vui bà ơi. Sao? Cầu thủ Nguyễn Tuấn Tú đã bị chấn thương cổ tay trong lúc luyện tập, có khả năng sẽ không thi đấu những trận đấu còn lại. Trường hợp xấu nhất, có thể dưỡng thương cho đến cuối mùa giải luôn. Vậy là bà yên tâm rồi ha. Mình chỉ thỏa thuận trong hợp đồng là khi nào có cầu thủ Nguyễn Tuấn Tú thi đấu thì mình mới bỏ tiền ra thôi. Còn bây giờ anh ta không có thi đấu nữa là mình không có bỏ tiền, yên tâm nha ba. Ừ, vậy là tốt rồi. Nó bụng quá à, ăn gì cũng ngon ha. Ăn mà vừa nói chuyện, bê bối, dính luôn kìa. Gì vậy? Cái gì vậy? Đó là Nguyễn Tuấn Tú đã trở lại. Ủa sao mày nói là nó nghĩ nó đâu có trở lại? Ủa sao nó nghĩ tới hết mùa giải mà không lẽ bình phục chấn thương rồi sao? Mày coi mấy giờ quánh? Dạ 2 giờ. Còn quánh. Mở TV liền, máu lên. Hiệp 1 vừa kết thúc. Theo anh có điều gì đáng chú ý ở hiệp 2? Theo như tôi thấy, điều đáng chú ý nhất có lẽ là cầu thủ Nguyễn Tuấn Tú. Tuy rằng anh đã hồi phục được chấn thương nhưng khả năng ra sân của anh ấy còn là một dấu chấm hỏi. Chỉ là dấu chấm hỏi thôi, khả năng ra sân không có cao, bà yên tâm đi. Chúng tôi vừa nhận được một tin vui, cầu thủ Nguyễn Tuấn Tú ra sân ở hiệp 2. Nó ra rồi kìa. Ba bình tĩnh đi. Cho dù có ra sân thì khả năng mà ghi bàn cũng không có cao đâu, chấn thương chưa có bình phục hẳn mà ba. Nhưng mà lỡ nó ghi bàn thì sao? Dạ vậy thôi tắt đi. Mày mở lên. Trời ơi, tin được không? Chị vừa mới vào sân, anh Nguyễn Tú đã ghi được 3 điểm. Ba chịu. Ngọc. Dạ. Con hẹn với lại giám đốc nghiệp là thứ mấy? Dạ con hẹn rồi ba. Tối nay gặp luôn nè. Tối nay là không được rồi. Hẹn lại cho ba 8 tây. 8 tây là thứ mấy ta? Để coi, hôm nay 5 tây là thứ 3 nè. 6 tây thứ 4. Dạ. 7 tây thứ 5. Là thứ 3 đó chú. Sao con tài lanh quá vậy? Dạ, con xin lỗi chú. Nhưng mà ngày 8 chính xác là thứ 3 đó chú. Đó không phải là chuyện của con. Chuyện của con là quét dọn kìa, đừng có xen vào chuyện của người khác. Dạ. Năm ba, sáu bốn, bảy năm. Cũng ngồi cũng lẩm nhảm gì đó.
Sao không gọi điện con? Dạ con đang tính coi ngày 8 là thứ mấy. Con bé nói rồi đó là thứ ba. Dạ con biết rồi nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết á. Chính xác là như vậy. Trời ơi Ngọc ơi, một ngày mà con không có lẩm nhẩm con chịu không được hả? Làm ơn đi. Nè, sao con cứ nhìn chú hoài vậy? Dạ con... Có phải con trong đầu con đang có ý nghĩ là sao cái ông này đã nói là ngày 8 là thứ ba rồi mà cứ tính toán hoài à, ngu gì mà ngu như bò vậy, đúng không? Dạ, thì con không có ý đó đâu chú. Nếu mà chú nghĩ vậy thì cho con xin lỗi chú. Thôi, khỏi rồi xin lỗi. Chú nói thiệt, chú đi rút cái bụng con nè. Đi lên tới trên não của con luôn, đi vòng vòng trống luôn, biết con suy nghĩ gì luôn á. Con xin lỗi chú nhiều lắm. Mỹ. Dạ. Lấy giùm chú miếng dán nhãn lừng rồi, đau quá. Dạ. Dạ gì? Không nghe chú nói gì hết hả? Dạ. Mà chú ơi, nếu mà chú bị đau lưng á thì có thể ngâm chân với nước ấm muối với gừng là có thể giảm đau đó chú. Rồi sau đó chú nghỉ một giấc là chắc chắn sẽ bớt liền. Nghe con nói hết đau luôn rồi nè. Như thần tiên vậy đó. Sao tài lanh quá vậy? Chú kêu cái gì làm vậy đi, ý kiến còn chi. Chuyện của mình thì mình làm đi. Con biết rồi, con đi lấy cho chú liền. Sao mà doanh thu gì mà ngày càng giảm sút lần sau? Dạ chú ơi, thường thì doanh thu thời điểm này hàng năm á không bằng cái quý còn lại. Vậy là cậu ngồi đó mà cậu nhìn nó giảm sút hả? Phải có một cái biện pháp gì đó để mà giật chạy nó, hiểu chưa? Dạ. Dạ cái gì? Dạ. Thì có cái gì thì nói, ngồi nó giả hoài. Dạ thiệt tình thì con thấy cái vấn đề này nó khó khăn thiệt đó ba. Nãy giờ ông nói gì vậy? Ra ngoài. Dạ. Tao nói mày ra ngoài. Ra ngoài. Bà thiệt tình nãy giờ con không có ngủ đâu. Nhưng mà nếu ba muốn con đi ra thì con sẽ đi ra cho ba vừa lòng. Bây giờ mày ngồi đó phải không? Đi ra ngoài. Dạ. Trời ơi là trời. Tôi lên báo với thằng này quá.